Cụ bà U90 mất tích 5 ngày dưới khe núi, hé lộ kỹ năng sinh tồn để sống sót. Cụ bà Giuseppina Bardelli, 89 tuổi, người Italia, được tìm thấy sau 5 ngày 4 đêm mất tích trên núi Alper. Trước đó, ngày 21 tháng 8, bà đi hái nấm trên núi, bị chóng mặt rồi ngã xuống khe núi hẹp và hiểm trở. Sau khi nhận được tin báo của con trai nạn nhân, đội cứu hộ đã huy động trực thăng và máy bay không người lái để tìm kiếm cụ bà 89 tuổi. Ngày 25 tháng 8, bà Giuseppina Bardelli được tìm thấy còn sống. Mẹ tôi uống nước mưa ở vũng nước, ngủ dưới gốc cây, dùng thảm thực vật để trú ẩn, con trai bà Giuseppina Bardelli tiết lộ. Ban đêm, do nhiệt độ hạ thấp, Giuseppina Bardelli dùng lá cây để phủ lên cơ thể tránh bị lạnh. Đội cứu hộ cho biết, việc tìm kiếm bà Giuseppina Bardelli không dễ dàng do thảm thực vật xung quanh quá dày nên khó phát hiện. Nạn nhân có các kỹ năng sinh tồn trong thời gian mất tích nhờ từng tham gia câu lạc bộ leo núi Italia. Sau nhiều nỗ lực nhưng không thành công, nhóm cứu hộ từng nghĩ đến phương án dừng cuộc tìm kiếm. Nhờ sự kiên trì, cuối cùng các thành viên đội cứu hộ đã tìm thấy bà Giuseppina Bardelli. Đồng nghiệp của tôi thông báo tìm thấy bà Giuseppina Bardelli trong trạng thái mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Đó là điều tuyệt vời với một người ở độ tuổi cao như vậy, Silvio Riccelli, thành viên đội cứu hộ chia sẻ. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng gãy một vài xương sườn. Sau 5 ngày 4 đêm mất tích trên núi, cụ bà 89 tuổi vẫn tỏ ra lạc quan và hy vọng sớm được xuất viện.